đập hộp cùng Hà Chí Việt Hàn nhé. Đây là một cái máy hôm nay mình đặt trên mạng, mọi người muốn lên mạng ấy, một cái máy một cái bala bằng hơi nước mọi người. Thế là mình đập hộp thì mọi người cho vui, mời mọi người cùng đập hộp với Hà Chí Việt Hàn nha mọi người. Bây giờ đập hộp nhá, bây giờ phát tiếng em này nhá. Bây giờ hôm nay mình mua về ấy, thế là có bưu điện cho đấy nên bên mình gọi là bên Hàn gọi là thép té. Thế là mình đập hộp cho mọi người xem luôn nhá. Tèn tèn đây đây, bây giờ mình phát tiếng em nói nhá, để cho thương quá. Đây mọi người, đây là một cái ba la hơi nước nha mọi người. Đây, là hơi nước, mọi người nhìn thấy không? Đây là một cái ba la hơi nước nha mọi người. Đây nó chỉ đặt cho mọi người nhìn thấy, không sao mọi người nhìn thấy được rồi. Đây, bây giờ mình cho lớp này ra cho mọi người. Bên này họ gọi một cái tấm hộp này để khỏi đeo mọi người khỏi vỡ ấy. Đây, bây giờ mình đây là bàn lai đủ cho mọi người. Đây của hãng này, hàng của Hàn nha mọi người. Đây. Bên Hàn sản xuất đấy. Mình ra bàn la hơi nước. Mọi người thấy á? Bây giờ em làm như thế nào đấy? À đây rồi. Bây giờ học em mở ra nhá. Mình cứ để đến này cho mọi người nhìn thấy để dưới nha nó. Thấp quá đi. Để mình ví cho mọi người xem là bàn la hơi nước có những gì nhá. Thấy rõ, xa xa mình nhìn thấy rõ. À, đây mọi người, đây là một cái đầu của nó này. Cái này như một cái chổi rồi mọi người, cái này lóng này, cái này chỗ này có cái thế này, hai cái nha mọi người. Hai cái, cái đầu của nó, cái đầu. Đây mọi người ơi, đây là một cái ba la hơi nước. Và trong này có gì? Trong này là có hướng dẫn, thì một quyển hướng dẫn cho mình ấy, hướng dẫn cho mình. À đấy là lắp như thế này mọi người. Đây ở đâu ba la nó hướng dẫn cho mình đấy, chúng ta hướng dẫn mình lắp lắp tinh thường một lắp như thế nào mọi người. Đập hộp em bắt la hơi nước cho mọi người. Hôm nay mình đập hộp nhé. Đây là cái đầu của nó hả? Đây là sách hướng dẫn nhé. Đây là chữ Hàn, mọi người nhìn thấy chữ Hàn không? Mọi người nhìn thấy đây, đây mọi người qua cái màu này, đây là bỏ chữ này hình như bỏ nước vào mọi người, chắc là đây giờ mình đây cực hạn này, đây mình chi chỉ của mình nhé. Có chỗ này gọi ba đúng mọi người. Có hai nó giấy để cắm vào cái màu nhìn sáng đúng mọi người. Hộp xong mọi người nhìn em cũng sáng trọng đúng mọi người. Này
sáng quả trưng luôn, sáng trọng đẹp. Có hạt này nha mọi người, quả thích luôn. Thì mình cũng có một cái ba la đó mọi người, ba la ấy không phải ba la hơi nước đâu, ba la mình la nạ để dưới theo sóng mình la ấy. Còn cái này mình kiểu treo một cái móc áo lên, mình treo ở đi mình nhà cổ tủ ấy, thế là mình ghép treo vào đấy xong mình la luôn. Mình la như thế bằng mình bỏ nước vào chỗ này xong mình la bằng hơi nước ấy mọi người. Nghe bảo là dùng thích lắm, chứ mình thì chưa dùng. Mình hôm nay mua về mình review cho mọi người xem, là mình mua mình đập hộp cho mọi người cùng đập hộp với mình luôn ấy. Cho nên mình cho em mình thử mình review mình đập hộp xong rồi thì mình thử la xem. Tại vì cái này mình bảo là bằng hơi nước dùng thích lắm. Thì cái này mình thấy thì mọi người mua về dùng ok, là mình mua về nhìn sang trọng. Cái màu nó đẹp không mọi người? Quá đẹp luôn, đúng không mọi người? Cái này là đâu? Thì mình hôm nay mình đập hộp cho mọi người cùng với mình ấy. Mình mua trên mạng cho mọi người. Thế mình về hôm nay mình về rồi mình đập hộp cùng cho mọi người cùng đập hộp với Hà Chi Việt Hàn luôn. Mọi người thương thì nhớ ủng hộ Hà Chi, thì nhớ để một like và một đăng ký để Hà Chi có động lực để ra những video mới về cuộc sống Hàn Quốc và những món ngon của Hàn Quốc và nhiều cảnh đẹp của Hàn Quốc. Mọi người nhớ chia sẻ nhé mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Bye bye. Đây là bàn là hơi nước mình đập hộp rồi nhá.